Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam. Một nhà hoạt động xã hội bị đánh trong ngày kỷ niệm gạt ma. Một người hoạt động dân sự tại Hà Nội là ông Trương Văn Dũng bị công an đánh đập gây thương tích vào tối ngày 14 tháng 3. Thông tin này được giới hoạt động bất đồng chính kiến loan báo trên mạng xã hội liên tục từ tối ngày 14 đến tối ngày 15 tháng 3. Theo bà Nguyễn Thúy Hạnh, một nhà hoạt động bị công an câu lưu vài giờ đồng hồ tại cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an. Ông Dũng bị đánh khi cùng một số người bạn đến cơ quan này đòi trả tự do cho bà Hạnh. Ngày 19 tháng Giêng năm 1974 là ngày Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 17 tháng 2 năm 1979 là ngày Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam. Ngày 14 tháng 3 năm 1988 là ngày Trung Quốc đánh chiếm bãi đá Gạt Ma, giết chết 64 thủy thủ Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 3 năm nay, giới hoạt động cũng tổ chức dân hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạt Ma. Tại Sài Gòn không xảy ra đàn áp, tại Hà Nội đã xảy ra những dịch vụ bắt bớ đánh đập như nêu trên. Mặc dù phía cơ quan chính quyền Việt Nam năm nay cũng có tổ chức lễ tưởng niệm Gạt Ma, thưa quý vị. Lại thêm nhân viên Exim Bank chiếm đoạt hơn 2.2 triệu của khách hàng. Trong tuần này, Ngân hàng Xuất khẩu Việt Nam, Exim Bank sẽ phải phản hồi cách giải quyết với đại diện 6 khách hàng. Số tiền gửi tiết kiệm hơn 50 tỷ đồng tại đây bị nhân viên chi nhánh đồ lường chiếm đoạt. Để đạt được chỉ tiêu, bà Lam tự nâng lãi suất cho khách hàng cao hơn quy định của ngân hàng từ 2 đến 6%. Nhờ vậy mà bà Lam đã mời gọi được nhiều khách hàng gửi vào số tiền lớn. Trong thời gian từ năm 2012 đến tháng 8/2016, bà Lam đã lừa dối để khách hàng ký vào các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi cũng như một số chứng từ bà Lam giả mạo chữ ký khách hàng, lừa dối nhân viên ngân hàng để rút khỏi hệ thống hơn 50 tỷ đồng, hơn 2.2 triệu trong sổ tiết kiệm của 6 khách hàng gửi tại Exim Bank. Chưa hết, bà Lam còn nhận 570 triệu đồng của một khách hàng để mở sổ tiết kiệm, nhưng lại chiếm đoạt. Số tiền này bà Lam khai dùng để chi trả phần lãi suất tự kê cho những khách hàng của mình huy động, dùng mua đất, đầu tư cho người khác vay lãi suất cao làm nhà. Vụ án được khởi tố vào năm 2016 đến 2017. Cơ quan cảnh sát điều tra có kết luận chung, nhưng đến nay thì phía Exim Bank vẫn chưa trả lại số tiền trên cho 6 khách hàng. Do vậy, đầu tuần này, luật sư đại diện của 6 khách hàng đã làm việc với ban lãnh đạo của Exim Bank và yêu cầu phía ngân hàng trả lại tiền cho khách hàng có liên quan đến vụ án. Đại diện 6 khách hàng mất tiền cho hay, ban lãnh đạo Exim Bank sẽ họp trong tuần này và có công văn phản hồi đến khách hàng. Chúng tôi đang chờ hướng giải quyết từ phía ngân hàng. Dự kiến phiên tòa xét xử vụ án mất tiền tại phòng giao dịch Exim Bank, đồ lường sẽ được xét xử vào tháng 4 tại Nghệ An. Như vậy thì hiện nay Exim Bank đang phải giải quyết cùng lúc hai vụ mất tiền từ sổ tiết kiệm của khách hàng. Trong vụ mất 245 tỷ đồng của nữ đại gia Chu Thị Bình ở Exim Bank chi nhánh Sài Gòn, ngân hàng này quyết chờ phán quyết của tòa án rồi mới trả tiền lại cho khách hay không, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.